chào mừng các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của Doggily Pet Shop. Để tiếp tục chuyên mục về thú cưng thì hôm nay Diễm sẽ giới thiệu đến các bạn về một giống chó, đó chính là Samoy. Chó Samoyed, gọi tắt là Sam, nàng bạch tuyết của xứ sở Bạch Dương. Giống chó này có nguồn gốc từ vùng đất giá lạnh Siberia, Nga. Nhờ vào tính cách thân thiện, ngoại hình trang nhã với bộ lông trắng thời trang tuyệt đẹp, Samoyed dần trở thành một trong những giống chó được nuôi phổ biến nhất trên thế giới. Là thành viên hiệp hội những nhà nhân giống chó tại Việt Nam VKA, Doggily Pet Shop là một trong những đơn vị tiên phong nhập khẩu và nhân giống chó Samoyed tại Việt Nam từ những năm 2010. Trong video clip này, chúng tôi sẽ cập nhật bảng giá chó Sam mới nhất năm 2022 để các bạn cùng tham khảo nhé. Hãy liên hệ ngay tới Doggily Pet Shop để mua cho mình một chú chó Sam thần chủng với mức giá hợp lý bạn nhé. 4 lý do bạn nên nuôi chó Samoyed: bộ lông trắng, thời trang, tuyệt đẹp. Đây là đặc điểm nổi bật và tạo nên nét riêng biệt của giống chó Samoyed. Chính vì thế, chúng được con người ví von với biệt danh nàng bạch tuyết của xứ sở Bạch Dương. Ngoài màu trắng, Sam còn tìm thấy một số màu lông khác như màu vàng nhạt, kem. Rất nhiều người nuôi chó cảnh trên toàn thế giới bị cuốn hút bởi bộ lông trắng của chúng. Thông minh và dễ huấn luyện, Sam được biết đến với vai trò là giống chó kéo xe tuyệt vời. Chúng rất thông minh, dễ dạy bảo và có khả năng học tập cực cao, được con người đánh giá cao nhờ vào khả năng ghi nhớ đường diệu kỳ của mình. Samoyed có thể hoàn thành những bài tập nhiệm vụ mà chủ nhân giao một cách nhanh chóng. Tính cách dễ thương, năng động, chó Samoyed rất thân thiện và tình cảm. Chúng rất thích chơi đùa hoặc ngủ chung với trẻ nhỏ trong gia đình, khá hòa đồng với chó mèo và vật nuôi khác trong nhà. Xuất xứ là giống chó lao động, Samoyed luôn tràn đầy năng lượng. Chúng thích được chơi các trò chơi vận động như chạy bộ, đuổi bắt ngoài trời. Trung thành với chủ nhân, chó Samoyed như một người lính tinh nhuệ, luôn luôn tuân thủ kỷ luật, vâng lời chủ nhân của mình. Bạn có thể yên tâm khi nuôi dạy giống chó này trong gia đình. Trải qua thời gian khi được nuôi dạy trưởng thành, Sam có xu hướng chỉ trung thành với một chủ nhân duy nhất. Samoyed được xem là sự lựa chọn xứng đáng, đóng vai trò như một người bạn, người đồng hành cực tốt. Giá bán chó Samoyed phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, từ nguồn gốc, xuất xứ, độ thường chủng đến đặc điểm ngoại hình từng chú chó. Người nuôi nên lưu ý để lựa chọn cho mình những chú chó chất lượng với giá cả hợp lý nhất. Chó Samoyed sinh sản tại Việt Nam không giấy tờ thì có giá trên 16-17 triệu đồng, có giấy VKA FCI thì có giá trên 30 triệu đồng. Chó Samoyed nhập khẩu từ Thái Lan có giấy VKA FCI thì trên 70 triệu đồng. Chó Samoyed nhập khẩu từ châu Âu có giấy VKA FCI thì có giá trên 4.500 USD. Lưu ý, bảng giá chó Samoyed trên áp dụng với những chú chó con từ 2 đến 4 tháng tuổi. Bảng giá mang tính chất tham khảo. Nếu có thắc mắc hoặc muốn biết thêm các chi tiết, bạn có thể liên hệ ngay tới hotline 0965086079. Doggily là thương hiệu thú cưng trực thuộc quản lý của công ty cổ phần Doggily Việt Nam, đơn vị xây dựng và phát triển mô hình kinh doanh khép kín đầu tiên ở thị trường nước ta, từ trang trại nhập khẩu, nhân giống đến hệ thống cửa hàng buôn bán thú cưng tại Hà Nội, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh. Doggily đảm bảo chó Sam con thường chủng, toàn bộ chó con bán ra từ trang trại, hệ thống cửa hàng của Doggily Pet Shop đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hỗ trợ tư vấn chăm sóc trọn đời, Doggily sẽ đồng hành cùng bạn trên hành trình nuôi chó Sam. Nếu có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì trong quá trình chăm sóc, nuôi dạy giống chó này, khách hàng có thể liên hệ với nhân viên của chúng tôi để được hỗ trợ một cách tốt nhất. Các bạn có thể mua online qua Zalo, Facebook, Instagram hoặc ghé các cửa hàng Thành phố Hồ Chí Minh gồm 4 chi nhánh tại các quận 606-121 đường 3 tháng 2 phường 14 quận 10, 391 Cộng Hòa phường 13 quận Tân Bình, 171 Quang Trung phường 10 quận Gò Vấp, 5/17 đường 64 phường Thảo Điền quận 2. Tại Hà Nội, các bạn có thể ghé 81-95 Nghi Tàm phường Yên Phụ quận Tây Hồ. Tại Đà Lạt, các bạn có thể ghé tại 108 Lý Nam Đế phường 8 thành phố Đà Lạt. Ngoài ra, nếu các bạn muốn tham quan các bé mèo, các bé cún đáng yêu tại nhà Doggily, có thể ghé trang trại Pet Farm tại 125 quốc lộ 20 tổ Lâm Văn Thạnh phường 11 thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng để check in nha. Hy vọng với chiếc video này sẽ giúp bạn có thêm thật nhiều kiến thức cũng như là bổ sung cho mình về cách để chăm sóc một chú bé Samoy tuyệt vời này. Nếu bạn đang cần tìm một nơi uy tín để mua cho mình một chú bé này thì hãy đến ngay Doggily Pet Shop để chọn cho mình một chú bé Samoy ưng ý nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Đừng quên like, share, subscribe và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về video của Doggily nha. Xin chào và hẹn gặp lại.